lên trời. Đó các bạn. Đấy, xả súng ban đêm. Đấy. AK. AK là loại mạnh nhất nhưng mình từng biết cái này nữa. Các bạn nói mình quên tìm súng thứ hai nhưng mà thật sự là mình cố tình á. Chào mừng các bạn trở lại với series test súng. Chủ quán, chắc ông chủ quán nghe tin em á là đi test súng mà không có đem tiền đúng không? Quán nghe xài đó chứ em là có đem tiền nè, nhìn em có ba mấy ngàn đô nè nó, em cho ông chủ quán nè nó. Ông chủ quán đi đi, đúng rồi em cho. Ui trời. Em rải tiền chủ quán mà chủ quán bố láo vậy? Láo nó nha, cho tiền nè. Đó, tiền nhiều chưa? Đúng rồi. Cho tiền á. Các bạn trở lại với series test súng mà không cần tiền. Hôm nay là mình sẽ qua cái shop thứ hai nha các bạn. Bên đây. Yep. Dữ vậy, dữ vậy. Đây đây, đây. Dừng xe. Quá dữ. Trời. Mày chạy, mày chạy, mày chạy không? Mày chạy không? Mày chạy dữ ha. Cứ chạy cho nó cho chạy các bạn. Không. Muốn thế nào? Chạy đi, sơ tán đi. Nhảy đi, nhảy đẹp á, nhảy đẹp á. Ok, khẩu súng này là mắc nhất nha bạn, và để từ từ mua một cây chimbi. Cái này cũng từ từ như cây súng lục bên kia vậy các bạn, mà nó có phần là súng lục bé tí. Ra test thử bạn, ra test thử bắn xe coi. Rồi bắn xe bạn ơi, bắn xe, xe nhỏ mà mình sẽ bắn xe lớn nha bạn, chút nữa mình sẽ lái bắn xe lớn. Sao đi nó quẹo kỹ nha. Rồi nghĩ cây súng nó lý, nó yếu. Đây đây đây, trong công viên. Mình sẽ test thử với mấy thanh niên cây súng bé tí thì làm được gì. Trời, bắn không si luôn á. Chạy. Úi dồi. Rồi bắn 2-3 băng đạn vẫn chưa chết. Cây này yếu vãi. Yếu mà được vãi các bạn. Thêm một thanh niên nữa, Các bạn, tại nãy mình bắn hụt khá là nhiều. Để coi mình coi chính xác là bao nhiêu băng. Rồi. Ok, nó cũng gần băng 2 băng rưỡi các bạn. Trời, nó cảnh sát chạy ghê vậy. Ôi ơi, cảnh sát này đã chạy với mình rồi các bạn. Ôi trời, bắn không trúng luôn rồi. Mày chết. Đi con đỉ. Thử coi nếu mà một chiếc xe bắn bao lâu thì nổ. Ôi, 6 hay 7 băng gì nổ các bạn ơi. Đấy, nó nổ rồi kìa. Tung vô luôn. Súng này là khẩu súng có thể nói là gọi là thuộc dạng mắc mắc đó, mà cũng bắn cũng được. Mày súng nhắm mà bạn. Mạnh nha, mạnh nha. Trời ơi, mạnh. Đúng. Mày. Cái này là chỉ còn một băng thôi là bốc khói rồi. Chưa tới một băng luôn nha bạn, là cháy bà rồi. Nghe không biết cái cây số nồng, đúng rồi, nếu mà không biết cái cây số nồng nó ra sao nha các bạn. Chắc cây này một viên dính người chết quá. Đúng rồi bạn ơi, như đi ngủ hết rồi, chỉ có mấy cái gì đây thôi à. Lên đường thùm chết đồ mạnh hết, khá là mạnh luôn nha các bạn. Mình là ba viên thôi, ba viên bốc khói, ba viên cháy luôn nha. Trời. Cảnh sát mà láo không mày. Anh cầm cái súng gà là bắt đầu gà. Bắn vô cái chân vẫn một viên nha các bạn. Để mày. Rồi. Chết bà đi nữa. Chạy nhanh quá mà đúng không? Cho nó bốc khói bay đi. Trời ơi. Ôi cái chạm xăng à. Chạm xăng trong đây để vô lý lắm. Để ngay cái đường gì luôn. Là mất luôn cái đường này, đi sẽ đi qua đây mà mất luôn cái đường mẹ luôn. Phải thêm mấy đống nữa. Không chả sao đâu. Mình nhớ nó có cây số nồng mà đúng không ta?
Cây này bắn đầm vậy, bắn êm vậy. Test cho xe thử xem. Trời, thua cây kia luôn nha bạn. Đúng. Yes. Mua. Bạn biết chỗ này nè đúng không? Hay là chỗ sân bay nè, hai chỗ này nè. Ok, mình sẽ lấy nhiều, thật nhiều đạn. Mua nốt cây này luôn. Mua nốt cây này luôn. Mua đạn của nó nha bạn. Bắn người thử xem. Trời, có mấy thằng chạy, có mấy thằng bố láo. Mày sợ con đĩ này. Chạy nhanh thế nha. Chạy nhanh thế nha. Bắn vô. Phát nữa. Ủa sao bắn gần người ta? Hơi gần. Thôi bắn thử chiếc xe coi. Búm. Đâu rồi? Đâu rồi? Có đây không? Đúng. Phê nè các bạn. Trời, mấy thanh niên buổi tối vẫn còn tập gym nha. Tập gym là nó vô xuyên luôn nha. Ôi, cái này gà quá. 6 nha. Cái này cái chết nó có trọng đích là 6 nha. Rồi. Ôi trời ơi. Mình cũng chết nha các bạn. À. Phê. À. Trời, má mình lên 4 sao luôn nha các bạn. Cái này. Mấy này láo rồi, mấy này láo rồi. Mấy thằng này láo rồi. Xe nó đâu ta? Trời ơi, chạy tới mình nữa chứ. Tới nốt đi. Tới nốt đi. Mày, noose. Kêu mình sẽ đi kiếm xe mình chạy qua cái khu bên kia nha các bạn. Sân bay rồi, tới lúc sư tử mấy chiếc máy bay rồi, mấy chiếc xe rồi. Đi luôn rồi. Đùng. Máy bay này sao nha, đánh bom. Đùng. Nó xuyên qua luôn, vãi. Chút nữa có mấy chiếc máy bay đáp xuống nữa bạn. Đây là cái máy bay trực thăng. Đúng. Đúng. Ổ quá bạn ơi. Đúng. Trời. Đúng. Và mình chạy qua đây là cũng trời sáng bà rồi bạn. Họ nó bay luôn rồi bạn. Ôi giời. Ổ quá, bay bay khó nổ. Bay bay khó nổ thật sự. Ôi giời. Ủa gì vậy? Bắn đi bạn. Ôi. Ủa, chúng được nha, mà nó không rơi. Mà nó rơi. Tớ bắn. Mày đâu? Đấy, thấy chưa, chúng bắn chúng nha bạn. Nó không bị si. Không si nhe gì hết. Chắc điên này nữa bạn ơi. Mình nghĩ vậy á. Ở chiếc xe láo thế nha. Đô. Trời, tưởng nó chạy quanh đây nữa. Trời. Shit. Đây nè. Đục xí đót vừa qua luôn. Đúng không? Thả bơm. Đúng. Stop. Kêu stop rồi. To đó nha. Chả biết nó đâu luôn. Ở đây. Đây. Có nè bạn. Khá là to khủng bố. Và con Icho. Đây mình sẽ đứng đây mình ra cái. Ê trời. Nó to quá đi không biết trúng không. Các bạn. Mà chắc đừng nói cái súng này bạn. Rồi cũng chả xi nhê luôn. Đây. Đúng. Ôi giời. Đúng. Mất tiêu luôn. Trời. Sợ chạy. Chạy luôn đi nha con. Trời ơi. 4 người luôn bạn. Đây nè. Đúng. Trời ơi tung rồi. Đúng. Ê. Ôi giời. Má. Tự bắn mình luôn.
Mình đứng trên đây là bá mẹ rồi các bạn. Các bạn sẽ bắn pháo hoa. Siêu lên xíu nữa, bắn pháo hoa qua xe cảnh sát. Thì trúng luôn rồi phải không? Trúng rồi nha, trúng xe cảnh. Ok. Bắn pháo hoa. Bắn pháo hoa mừng đêm giao thừa. Ngon. À, không biết nó đi đâu. Đúng. Đúng. Holy moly. Trời, không biết nó văng bao xa đây. Không. Trời ơi. Ôi giời. Mày sao?